Tiến sĩ bác sĩ Phạm Như Hùng sẽ nói về cho chúng ta nghe về CRT hiện tại và tương lai. Xin mời bác sĩ Hùng. Vâng, chúng ta đã biết rồi, cái CRT đó là cái bước tiến của chúng ta trong chuyện mà điều trị suy tim. Chúng ta qua các nghiên cứu company KSF thì chúng ta thấy rằng nó giảm 32% những bệnh nhân suy tim cho chúng ta. Và như vậy CRT nó là một cái step, một cái bước tiến cho chúng ta và là một cái điều trị nền tảng cho chúng ta trong khoảng hơn gần 15 năm nay. Và nó là cái đã trở thành một cái phương tiện điều trị kinh điển cho chúng ta trong chuyện điều trị CRT tim chúng ta. Và khi mà chúng ta xem lại guideline chúng ta thì cái guideline đã thống nhất rồi, tất cả những bệnh nhân mà suy tim ép dưới 35% QS trên 150 khi mà chúng ta và block nhánh trái và điều trị nội khoa tối ưu thì chúng ta cấy CRT cho những bệnh nhân đó. Cái đấy là bệnh nhân class 1 và cái bằng chứng loại A và chúng ta không có gì bàn cãi chuyện đấy được cả. Tuy nhiên thì mặc dù chúng ta làm rất tốt theo cái điều trị đó, theo đúng hướng dẫn đó, tuy nhiên chúng ta vẫn có một tỷ lệ không đáp ứng cho bệnh nhân và cái tỷ lệ này phụ thuộc rất nhiều vào các vấn đề khác nhau, trong đó có một cái đó là chuyện lựa chọn bệnh nhân như thế nào. Và tỷ lệ chúng ta thấy chỉ là mặc dù chúng ta làm tốt nhưng vẫn có khoảng độ 30% bệnh nhân là không đáp ứng với CRT. Thì làm thế nào để cải thiện những cái vấn đề mà không sợ đấy? Có khá nhiều cái mà chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân thế nào cho tối ưu, chiến lược trong nào trong thủ thuật, điều trị sau khi cấy máy như nào và vai trò chẩn đoán hình ảnh nào thì sẽ giúp cho chúng ta trong chuyện cải thiện được cái hiệu quả của CRT trong chúng ta trong chuyện điều trị bệnh nhân. Thứ nhất phải nói về chuyện lựa chọn bệnh nhân trong chuyện mà điều trị CRT cho chúng ta. Chúng ta thường thường ý, thì guideline chúng ta thấy một guideline của Mỹ đấy nói về chuyện mà QF trên 150 với cả không block là cái loại 2A cho chúng ta. Tuy nhiên thì thực mà nói thì tất cả bệnh nhân tôi không làm ca nào block nhánh phải mặc dù QS trên 120. Và những nhóm bệnh nhân nếu mà chúng ta thật sự mà theo cái guideline của Mỹ này ấy, thì tôi nói thật là chúng ta giống như cái hình ảnh này. Chúng ta không, nếu mà chúng ta làm block nhánh phải, tại vì block nhánh phải thì chúng ta biết rằng là rất nhiều cái block nhánh phải là bình thường và tỷ lệ mà đáp ứng của block nhánh phải rất thấp trong cái chuyện mà điều trị CRT thôi. Vì vậy, chính vì vậy mà tại sao mà nhóm bệnh nhân của chúng tôi gần như là không đáp ứng đó. Chúng tôi cũng đã làm nhóm nghiên cứu ở những bệnh nhân mà QS trên 150 khi mà điều trị cái CRT thì cái gần như là không có bệnh nhân cải thiện mấy, những bệnh nhân cải thiện cho cái nhóm bệnh nhân này. Thành ra là chuyện mà chúng ta làm cho QS trên 150 mà block nhánh phải với tôi là tôi không nghĩ chỉ định, mặc dù là cái guideline của Mỹ là 2A. Tại vì chúng ta thấy rằng là cái nhiều vấn đề mà chúng ta có trong block nhánh phải. Một cái duy nhất trong block nhánh phải mà tôi chấp nhận được làm CRT đấy là chúng tôi có thêm cái trục trái left acid của block nhánh phải. Thì cái đó là cái dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy rằng là cái dấu hiệu chúng ta có thể cấy CRT được và có thể có hiệu quả thành công cho trường hợp đó. Thành ra với chuyện block nhánh phải thì phải có trục trái, thì đấy là cái nhóm mà chúng ta có thể lựa chọn vào CRT. Và tôi nghĩ rằng cái trục trái này là cái quan trọng cho chúng ta khi mà block nhánh phải. Thành ra khi mà nhóm lựa chọn chúng ta trong cái nhóm block nhánh phải thì chúng ta nên lựa chọn bệnh đấy. Thứ hai nữa, trong cái chuyện mà với những bệnh nhân mà có rung nhĩ, thì với những bệnh nhân mà rung nhĩ thì cái chuyện mà chúng ta cấy CRT thì cái mà chúng ta làm ấy, là chúng ta phải nên làm thêm nữa là cắt đốt nút nhĩ thất. Tại vì chúng ta thấy là nếu mà không cắt đốt nút nhĩ thất thì chuyện mà chúng ta để cái nguyên cái rung nhĩ đó lại sẽ làm cho cái tỷ lệ tạo nhịp trên 90%. Và với mấy cái CRT thì tỷ lệ tạo nhịp trên 90% không bao giờ là có cái hiệu quả cả. Và thực sự mà dùng thuốc ấy, thì trong cái nhóm bệnh nhân chúng tôi không nhớ đâu, tôi con số bao nhiêu bệnh nhân chúng tôi đã cấy CRT, nhưng có khoảng hơn chục bệnh nhân tôi cấy CRT xong nó có rung nhĩ thì có chỉ có một bệnh nhân trong 10 bệnh nhân đó chúng tôi dùng thuốc thì có hiệu quả khống chế thôi, còn lại thì đa phần chúng tôi 9 bệnh nhân còn lại thì tôi phải cắt đốt nút nhĩ thất. Và cái khi mà cắt đốt nút nhĩ thất thì cái tỷ lệ pacing nó cao hơn, thành ra là lúc đó thì cái hiệu quả CRT sẽ tốt hơn. Thành ra với bệnh nhân rung nhĩ thì cắt đốt là bắt buộc cho chúng ta trong khi chúng ta làm CRT mà trên bệnh nhân rung nhĩ. Thứ hai nữa là cái chiến lược thủ thuật. Cái chiến lược thủ thuật ấy là cách mà đặt trước đây chẳng hạn những cái bệnh nhân mà không đáp ứng ấy thì có một phương cách là chúng ta cấy hai cái điện cực vào trong thất trái, hai cái điện cực vào thất trái để cho hy vọng chuyện mà cải thiện. Thì cấy hai bệnh điện cực trái thì trước đây tôi cũng có làm với anh ca bệnh nhân của anh Giang. Ca bệnh nhân anh Giang thì chúng tôi cấy một ca điện cực thất trái xong, sau đấy chúng tôi cấy cái ca điện cực thứ hai để hy vọng có cải thiện cái kết quả của CRT, nhưng cuối cùng cái ca đấy cũng không cải thiện được và cũng bệnh nhân tử vong. Chính vì thế mà cái nghiên cứu mà có cấy hai cái điện cực thất trái của Bogdacha đăng trên cái tạp chí Jack năm 2010 ấy, thì về sau thì không đưa ra kết quả
chắc là tôi nghĩ là kết quả cũng negative giống như tôi. Thành ra là cái chuyện mà đặt thay đường cực thất trái có vẻ như không có kết quả trong chuyện mà chúng ta cấy những chuyện CRT không đáp ứng. Một cái nữa thì chúng ta thấy rằng là cái điện cực đa điểm, rất nhiều các nghiên cứu nói về điện cực đa điểm hiện nay, đúng không? Và các nghiên cứu cũng đưa ra. Tuy nhiên thì thực ra cái điện cực đa điểm thì chúng ta thấy có vẻ như cải thiện, nhưng thực sự nó có phải có cải thiện hay không? Thì chúng ta thấy rằng là đến thời điểm hiện tại, vẫn cái thử nghiệm MORE-CRT, MBB vẫn bắt đầu đưa ra. Tức là gì? Tức là đang có một thử nghiệm chứng minh một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là kết quả nó vẫn là chưa chắc đã chắc chắn. Thì người ta mới phải cần chứng minh, đúng không? Vì vậy là cái hãng có thể nói là cái chúng ta cái CRT có cái điện cực đa điểm đấy, có thể tốt hơn đấy, nhưng chưa chắc đã phải đúng. Tại vì rõ ràng người ta vẫn còn đang đưa thử nghiệm, đúng không? Thử nghiệm mà chưa có kết quả cuối cùng. Như vậy thì cái chuyện mà cái thử nghiệm đó, cái chuyện điện cực đa điểm đó vẫn là một cái mà chúng ta nghi ngờ khi mà chúng ta chưa có kết quả. Cái vai trò chẩn đoán hình ảnh như nào? Thì vai trò chẩn đoán hình ảnh chúng ta có rất nhiều cái vai trò, đúng không? Siêu âm tim. Trước đây thì chúng ta cứ nghĩ là siêu âm tim có thể phát hiện cho chúng ta chuyện mất đồng bộ tim. Sau đó thì có thể nhờ cái chuyện mất đồng bộ được tim đấy thì chúng ta cấy cái điện cực thất trái vòng xa nhất, hoặc là chúng ta thấy rằng là cái mất đồng bộ tim đấy là một cái dấu hiệu chỉ báo, tức là giúp chúng ta thêm cho chúng ta lựa chọn bệnh nhân. Tuy nhiên thực ra thì chúng ta thấy thử nghiệm mà ECOCRT đưa ra, thì cái thử nghiệm ECOCRT đưa ra thì chúng ta thấy là hoàn toàn thấy rằng là cái chuyện mà sâu, cái chuyện mà cấy, cái chuyện mà dựa vào cái siêu âm tim để chọn bệnh nhân là không có. Và vì vậy thì cái chuyện siêu âm tim cũng không giúp ích gì nhiều trong chúng ta trong chuyện lựa chọn. Nhưng siêu âm tim có thể lựa chọn cho chúng ta thì trong chuyện mà chúng ta lập trình máy thì có, chúng ta lập trình máy thì có. Thứ nữa thì chúng ta có những cái động cụ khác, chẳng hạn như là cái CT hoặc là cộng từ. Thì cái CT cộng từ thì giúp cho chúng ta cái gì? Trong chuyện mà giúp cho chúng ta cải thiện cái chuyện mà CT, đó là chuyện mà chúng ta có thể phát hiện ra những cái sẹo nhồi máu trong cái bệnh nhân đó. Thì khi mà thấy sẹo nhồi máu thì chúng ta khi đưa điện cực chẳng hạn thì chúng ta tránh những cái sẹo đấy đi. Thực ra nó không phải chỉ sẹo nhồi máu trong chuyện mà nhồi máu cơ tim, mà chúng ta thấy rằng ngay cả bệnh cơ tim giãn chẳng hạn thì chúng ta làm CT cũng có thể có những cái sẹo, và những cái sẹo sơ hóa đấy là những cái chỗ mà chúng ta đưa điện cực vào nó sẽ bị ngưỡng cao hơn, có thể làm cho cái chuyện đáp ứng không tốt hơn. Đấy là cái mà chúng ta có thể giúp cho chúng ta cải thiện trong CRT điều trị chúng ta. Đấy là những cái hiện tại và quá khứ của chúng ta. Thì tương lai của chúng ta là gì? Tương lai chúng ta là liệu chúng ta có thể có cái gì khác không trong tương lai? Thì chuyện mà tạo bó HIS và CRT thì tôi có một cái bệnh nhân này nữ 64 tuổi, bệnh cơ tim giãn trong động mạch bình thường, huyết 168 và block nhánh trái, chắc chắn là block nhánh trái, tôi chỉ cấy block nhánh trái thôi, DD67 và F3 2%. Thì cái này được tôi cấy một cái HIS cực HIS và một cái định cực song bành vào đây vẫn là bình thường. Anh Tuấn có xem cái ca này tôi làm, thì cái ca hít này tôi cấy mất khoảng độ, thời đó tôi chưa cấy quen lắm thì mất khoảng 1.5 tiếng, trong khi cái điện cực tất trái thì tôi mất có đâu có 15-20 phút đấy, để tổng cộng ca này có lẽ một ca lâu của tôi trong làm CRT. Thường ca CRT tôi làm thì thường dưới là khoảng 1.5 tiếng 2 tiếng đồng hồ là ca sâu, là lâu nhất, thường khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì đấy, thì cái ca hít này là tôi cấy hít nó mất 1.5 tiếng và cái điện cực tất trái nó mất khoảng 15 phút thôi. Thì khi mà làm xong ấy thì tôi lập trình máy ấy, thì tôi cấy để cái hit không, best hit không thì nó cỡ khoảng độ 1 QS, nó khoảng 120, để bay vi 130, để tạo nhịp thất trái thì nó khoảng 150. Như vậy rõ ràng là tạo nhịp hit làm cho QS thấp hơn, nhỏ hơn và có thể có hiệu quả trong chuyện điều trị những CRT này. Thì các nghiên cứu trên lâm sàng cũng đã có rồi, người ta đã có chuyện mà hit spacing so với cả cái bay vi trong chuyện mà điều trị CRT, thì người ta cũng thấy rằng là ở cái nhóm mà kể cả non-CRT còn tạo nhịp HIS mà CRT với cả non-CRT, thường non-CRT thì bao giờ cũng thấy cái điện cực HIS nó sẽ lớn hơn so với cả cái chuyện HIS. Thì người ta thấy rằng là nếu tạo nhịp HIS nó có thể cải thiện được chút xíu được cái phần số tức máu thất trái, được NIHA, được đi bộ 6 phút và cũng như là cái điểm chất lượng cuộc sống nó cải thiện. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu này, cái số lượng bệnh nhân nó chưa được nhiều lắm trong chuyện mà tạo nhịp HIS. Hiện nay thì có một số các nghiên cứu đang tiến hành cho chúng ta về chuyển chỉ định cái HIT thay thế cho CRT. Chúng ta có các thí nghiệm của Azida, của Seman với con số khác nhau đều thấy có thể cải thiện được thất trái và có thể một cái phương pháp có hy vọng cho chúng ta. Tuy nhiên thì cái mà câu hỏi cuối cùng của cái phương pháp này thì chúng ta sẽ chờ đợi 1-2 năm nữa cái thử nghiệm HIT sinh đưa ra thì chúng ta có cái chuyện mà nên làm cái phương pháp này hay không cho chúng ta. Tuy nhiên khi mà tạo nhịp HIT thì một vấn đề mà chúng ta cũng gặp phải trong khi mà tạo nhịp HIT đấy là làm
Tại vì khi mà tạo nhịp mà CRT thì chúng ta cái lập trình chúng ta khác, nhưng khi mà chúng ta đưa vào điện cực hit thì cái hit optimize của CRT nó cũng khác cái điện vị trí điện cực của chúng ta. Thành ra cái lúc đó chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn cái thế nào là tối ưu cho bệnh nhân khi mà chúng ta đặt hit, là một câu hỏi mà chúng ta sẽ phải có những cái bài báo để trả lời những vấn đề này. Một cái vấn đề nữa mà chúng ta làm ấy là thực ra cái này cũng không phải là mới lắm, là cái chuyện tạo nhịp nội mạc thất trái. Thay vì mà chúng ta đặt ra trong vành thì chúng ta đặt cái điện cực vào trong thất trái, chúng ta thường là chọc sau đấy đưa vào trong cái thất trái. Cái chuyện này, ý tưởng này thì tôi đã có ý tưởng từ tôi nhớ là không, ở đây không còn anh Quý, hình như anh Quý hoặc là cái ca tôi cấy ở Huế, ở Đại học Y Huế, thì năm 2009 tôi đã có ý tưởng là lúc đó cái điện cực thất trái một bác sĩ Mỹ cấy lâu không được, thì sau đấy tôi có mời tôi vào làm, thì tôi sợ rằng là lúc đấy chắc là cũng khó khăn đây, chắc là mình cũng sẽ thất bại đây. Tôi đã có ý tưởng là định là chọc cái đưa sang thất trái để cấy cái điện cực vào thất trái, nhưng may quá thì cái ca đấy tôi lại được để đặt được thành công, thì may. Thì cái cắt điện cực thất trái cũng là cái phương án mà chúng ta sẽ nghĩ đến trong tương lai như nào. Thì cái tạo nhịp thất trái người ta cũng thấy rằng là một cái phương pháp mà người ta thấy rằng là cũng khá là ổn trong chuyện mà lâm sàng, trong chuyện điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái điện cực thất trái thì chúng ta thấy rằng là áp lực thất trái rất lớn, thành ra cái điện cực của slot nó cao. Thứ hai nữa là trong cái chuyện mà chúng ta đặt điện cực thất trái thì không vấn đề nữa, là ở cái điện cực thất trái đấy nó có thể dễ dàng gây ra huyết khối, và các nghiên cứu người ta cũng thấy rằng có tỷ lệ nhất định nó bị huyết khối khi mà chúng ta cấy cái chuyện mà điện cực vào nội mạc thất trái cho bệnh nhân. Mặc dù vậy nhưng cái hiệu quả của CRT thì cũng rất tốt cho chúng ta khi mà chúng ta nhìn các thông số về siêu âm tim hoặc thông số lâm sàng, thì chúng ta thấy rằng là cái tạo nhịp thất trái cũng có kết quả khá là ổn. Và vì vậy nó cũng là một phương pháp lựa chọn chúng ta, đặc biệt là gì? Chúng ta gần đây chúng ta có cái phương pháp mà chúng ta tạo nhịp thất trái không dây. Thực ra thì mới đây thôi là chúng ta có thôi, nhưng mà thực ra cái bài báo đầu tiên đã có từ cách đây gần 10 năm rồi, từ 2013 đã Rovis đã có một cái, chúng ta dùng một cái gọi là whitelist để chúng ta thấy cái CRT cho chúng ta bằng cái nội mạc thất trái chúng ta trong chuyện mà chúng ta. Còn những cái tương lai khác chúng ta sẽ có những cái gì? Một số các khái niệm mới về CRT chẳng hạn, ngoài chuyện mà chúng ta cải thiện ra thì chúng ta sẽ còn có những cái chuyện mà nhạy cảm canxi 2 cộng. Với cái thâm nhuễn cơ thì CRT có thể cải thiện cái cân nặng canxi 2 cộng, và đây là một trong những cái sẽ là cái tương lai cho chúng ta trong chuyện chúng ta làm. Một nữa là những vai trò của gen, cái gen chúng ta xuất hiện thì cũng thể gợi ý cho tỷ lệ thành công của CRT. Thì cũng là cái mà chúng ta thấy vai trò của gen có thể cho chúng ta. Cái phần trình bày của tôi thấy rằng là dù chúng ta có hơn 20 năm phát triển về CRT thì những vấn đề về chỉ định, cơ chế bệnh, cải thiện tâm sàng về bệnh nhân CRT vẫn là những cái điều mà gợi mở cho chúng ta trong chuyện tương lai chúng ta. Và tôi nghĩ rằng CRT chưa phải là cái vết cuối cùng chúng ta vẫn còn tương lai. Tôi hy vọng các bạn gửi bệnh nhân cho tôi, chứ đừng gửi cho anh Dũng có nhiều bệnh nhân quá rồi. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. You actually have the A and the VEGM closely coupled together in the VT zone, getting faster and faster. But what is interesting is that the episodes of the white dots that are suddenly much slower compared to the black dots. So basically, this is what we call the tram track sign. For those who are familiar with device tracings, it's either oversensing of something or undersensing of something. So clearly, likelihood is undersensing of the A here, because the A is the one that's suddenly very slow, while in the baseline, you can see the background, basically a tachycardia is ongoing. You can see the expected response of ATP, which is trying to overdrive pace this tachycardia before the shock delivered. So this is what you can get from a scatter plot from a remote transmission, and you can also see the EGMs itself. Undersensing is reflected here. There is no marker channels for the A, even though there were marker channels, even you can see the EGM of the A that's ongoing consistently. So basically there is undersensing of the A as confirmed on a scatter plot. So basically this patient unfortunately turns out to have, as any other dual chamber system will be, whenever there is a V more than A, in this case, because undersensing of A, the device is committed to treat it as a VT or VF, depending on which zone it falls under. So this patient later on turned out to be inappropriate therapy to sinus tachycardia because he has severe anemia with gastric cancer. But this is an example of how a remote monitor can help to bring patients some relief. Otherwise, the poor fella
may get shocks and may not have access to medical treatment. So remote transmission has come a long way now. You can see the evolution of remote transmission. We have moved from trans-telephonic, which is just basically looking at the heart rate response to magnet on the device to differentiate whether it's beginning of life, early replacement interval, ERI, or it's time for, or the battery is dead, which is EOL, which then evolves to inductive transmission, which is what we had in the 1990s, and then in the early 2000s with automatic transmission, which is an example of what we had in this case, which does not require the patient to actively transmit the information to us. Now, as you've seen earlier, remote transmission basically gives us all the information we need, except the patient himself. It's as good as it gets. So the patient doesn't have to come down, but you see all the information which you usually would get from a normal physical check. This includes any notifiable events, battery status, lead parameters, and any arrhythmia events, both ventricular and atrial EGMs. And now, benefits of remote monitor. We have seen in registry data that remote transmission in blue in this case, in a TRUST study, was able to reduce in-person clinic visits as compared to conventional in-person visits. So remote monitor services, we only required only 2 visits, for example, in this study over 1 year compared to about 4 to 6 for conventional follow-up. And for remote monitoring patients, they were also reducing time to clinical actionable events with early detection, with remote in blue, and in red, the detection to clinical decision was much delayed because it depends on when you turn up for clinic visits. And for remote patients, they also had better compliance with a lower percentage of failed scheduled evaluations. In blue, you can see that only 5% of them didn't follow up as scheduled. But in red, the in-person visits, almost 15% of them didn't manage to turn up in as scheduled. This was looking at the a large data for 39,000 patients with the Boston Remote Monitoring Latitude System, which shows that remote monitoring helps to reduce all-cause hospitalization and helps to reduce mortality. But less than half of the patients actually receive remote monitoring. So basically, there is a lot of work to be done, even in US and Europe, where remote monitoring is more prevalent in offering it to patients who would otherwise qualify for it. Now, with remote monitoring, we are also able to do big data analysis, which is the in thing now, machine learning, artificial learning. But remote monitoring offers a huge global population. So this is an example of it where we involved 269,000 patients with the Merlin network. This is the St. Jude Medical Network on remote monitoring service. It was a combination of patients with ICD, CRTs, pacemakers, and comparing their survival with high transmission versus low transmission versus no transmission. You can see that survival curves are the best with the high transmission versus no transmission. But the ones who do the worst are those with no transmissions, which is right at the bottom. So really, the compliance of the patients to remote transmission makes a difference. So it's not just about having a tool, but using it correctly. For remote services, not all data shows mortality benefit. So only some, as represented in red, whereas the others in blue did not show any mortality benefit. Now, there is a difference in terms of the remote services, and that may explain the difference in the survival benefits. So for the in-time study, this was actually looking at the Biotronics remote monitoring service, and their system is such that it transmits daily. It is automatic. In fact, it comes with a little handphone size remote transmission. And because it's automatic, the transmission is very high. Transmission success rate is more than 85%. Whereas RAM-HF, which did not show mortality benefit, was a combination of the Boston and the Abbott system, and it requires them to actively transmit. So it's a telemetry-based kind of transmission. And you can see that the transmission compliance is only 40%, of which they had less than 75% of transmission. This transmission was weekly and not daily. So looking at the data, you can conjure out
maybe what makes an effective remote monitoring system would be some of the key things to be enrolling as many patients as possible, enrolling patients who need it, such as those who are high voltage device, those who are on advisory, for instance, and the patient must be able to adhere to the transmission as required so that we can really follow them up accordingly. In order to facilitate high adherence, then ideally it should be automatic transmission, and ideally they can carry their remote monitoring service with them all the time, which doesn't work in most of the time because if you've seen the remote monitoring service, it needs to be connected to a phone line, or in some instances it's connected to the GSM network, but it still requires a hardware to carry a route. So therein, what will be interesting is whether you can convert your phone into a remote monitoring service. And this means an app-based kind of a remote monitor service. And this will require the use of Bluetooth, which is the same technology they are using for listening to music, for instance. Now, the Bluetooth in the implantable electronic devices is a low energy form, so it doesn't drain the battery. So your battery still continues to enjoy at least 10 to 12 years of longevity. In fact, some companies are touting even longer energy longevity beyond 12 years. And that's because it is able to minimize the energy drain. The data handling by this low energy Bluetooth is an asynchronous form of data handling. So each time it handles very small amount of data and only when required to do so. Whereas your handphone, when linked to the headphones, basically keeps streaming data all the time as long as you're playing on it. So the energy drain is very different. The bandwidth is very different. It's much lower bandwidth for the pacemakers and ICDs because we don't need such a big bandwidth. It's just a small amount of data required. Now, the security is also taken care of where they use advanced encryption technology to prevent hacking and to prevent unauthorized tracking for patients who are on this form of device, low energy Bluetooth. So looking at compliance, that's where we see the most recent data where we look at the app-based compliance was much higher, 94.6%, compared to the other conventional forms of remote transmission, which range from 56% to 87%. So the 56%, as you see, is the one-based telemetry system where you need to put the one on the device, which requires a lot of patience compliance. Whereas the automatic one, which is the tool here, you can see the higher compliance because the patient doesn't need to actively transmit, but it can be done automatically. And looking at this other paper that looks at app-based compliance, you can see that regardless of under 60 or above 70 years old, the compliance and adherence has been pretty good. So the remote monitoring consensus agreement by the Heart Rhythm Society recommends a class 1 indication if it's for monitoring the lead function and device battery, if the patient's device is on advisory, if the remote monitor is used to reduce the incidence of inappropriate ICD shocks and to quantify atrial fibrillation. So these will be the class 1 indications for considering a remote transmission. For the most recent 2021 ESC bradycardia pacing guidelines, is very similar. It gives a class 1 indication for those who cannot make in-person visits and if it's used to detect devices that are on advisory, for instance. And a class 2A indication if you need it to stretch the follow-up to up to 24 months. And also a 2A indication if you use it to monitor for any hardware problems. So in summary, we should consider a remote monitor, especially in patients with an implantable device. Consider them because it can help to reduce morbidity and also help to reduce in-person visits. And if you have to consider remote monitor forms of technology, do consider those that has automatic transmission or those with a Bluetooth capability. And then, of course, from the physician's point of view, we will have to work out a workflow with the patient so that whenever there's such notifications, there's something that the hospital, the nurses, and the doctors will know how to respond in a seamless fashion. And with this, I thank you very much for your attention. Bác sĩ, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Anh Tiến, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ nói về những điểm mới trong tạo nhịp voice, tạo nhịp không dây, tạo nhịp vách, tạo nhịp bằng siêu âm tim. Dạ, kính thưa chủ đoàn, kính thưa kỹ đồng nghiệp.
Như vậy trong khuôn khổ hội nghị hôm nay, sẽ phải tôi được trình bày nội dung đó là những điểm mới trong tạo nhịp của HIS-VAT không dây và tạo nhịp bằng hướng dẫn của siêu âm tim. Như vậy tại sao chúng ta lại cần tạo nhịp các vị trí khác hơn là mõm tim? Thì chúng ta biết rằng là cái mõm tạo nhịp ở mõm thức phải thì dài hạn liên quan đến những cái cục bất lợi, và đối với những người mà đáp ứng với tiêu chí tại đồng bộ tim như CRT với là ơ thấp, quy đạch rộng, tạo nhịp hai thất thì có tỷ lệ không đáp ứng là đến 30%. Và như vậy thì CRT là ít hiệu quả hơn đối với người không phải là left bundle brain block và không được chỉ định cho những chức năng mà thất trải bình thường hoặc là bình thường thấp. Về biến chứng của tạo nhịp thức phải, như vậy chúng ta thấy được là đây là stream. Chúng ta thấy qua các hai nghiên cứu Moss và Davis, chúng ta thấy ra là những trường hợp mà tạo nhịp thức phải nhiều hơn 40%. Hơn 40% thì cái tỷ lệ mà các biến cố bất lợi nó nhiều hơn. Tức là những người mà tạo nhịp ít hơn 40% thì không có các biến cố về suy tim thì nó nhiều hơn. Tương tự như vậy trong nghiên cứu của Davis. Về biến chứng của tạo nhịp thức phải là biến chứng rung nhị, thì đấy những trường hợp chúng ta thấy rằng là những cái trường hợp mà tạo nhịp của thất phải mà dưới 40% thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ gặp rung nhị ít hơn, tương tự với đối với nghiên cứu State Space. Và về tạo nhịp bỏ hết và vắt, thì như vậy chúng ta luôn luôn tìm kiếm một cái tạo nhịp về rất là tạo về cái sinh lý bình thường, thì như vậy chúng ta sẽ xem qua về giải phẫu của bỏ hết. Như vậy đây là cái nút nhị thất và phần đầu của cái phần mà không thể đâm xuyên được của cái bỏ hết. Phần thứ ba này là cái phần mà bỏ hết đi trong một cái bỏ sơ, và thứ tư là phần mà trước chỗ chia nhánh của bỏ hết. Thì như vậy tạo nhịp bỏ hết, như vậy chúng ta sẽ ngay cái bỏ hết từ vị trí cái nút nhị thất cho tới bỏ hết, chúng ta sẽ bê sinh đặt cái list ở đây. Ở đây là một cái nhạc của bên phải chất phải và nhạc chất trái. Chúng ta thấy rất là rõ vị trí của điện cứng là tiếp xúc vào cái vắt của và như vậy phần hết. Và đây là cả cái công cụ khi mà chúng ta tạo nhịp bỏ hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần một cái click mà lò xo ở list xoắn hay list, và như vậy chiều dài của cái phần xoắn đây là 1.8, và có một dụng cụ để mà đi deeper, tức là đưa cái sheet tới, đó là C315 cái hit sheet. Đây là bản giá đặc biệt để nó đưa thẳng vào ngay cái vị trí của hit. Và như vậy chúng ta chụp x-quang, chúng ta thấy được là cái điện cực của hit được đặt ở đây, và một điện cực còn lại là điện cực của nhị phải. Và như vậy về mặt sinh lý giải phẫu thì đối với những cái trường hợp bình thường từ nút hit từ bỏ hit cho tới là nút nhị thất của hit rồi thì chúng ta thấy rằng là như vậy bình thường. Nhưng mà khi mà có trường hợp là block nhánh phải ở vị trí này, thì nếu mà chúng ta đặt một clip phía sau vị trí của block thì nó sẽ tái lập lại cái quy rest như bình thường. Thì đây là cái lý thuyết khi mà chúng ta tạo nhịp bỏ hit. Bên này chúng ta thấy rằng là trường hợp này được có block nhánh phải, và sau khi được tạo nhịp bỏ hit thì như vậy chúng ta thấy ra tái lập lại của cái bình thường, gần như là bình thường. Về tạo nhịp bỏ hit phân tích hệ thống, đây là một nghiên cứu phân tích đến 1.438 bệnh nhân. Và như vậy chúng ta thấy rằng là càng về sau thì cái tỷ lệ thành công của tạo nhịp bỏ hết là tăng lên. Và cũng như là có một cái vấn đề đó là khi mà chúng ta đặt ở tình bỏ hết thì ngoài cái ngưỡng nó khá cao, thì theo cái thời gian, đặc biệt là trên 3 tháng, thì cái ngưỡng nó có xu hướng nó tăng lên. Và đây là 1.76, sau 3 tháng thì nó trung bình đến 1.79 vol. Như vậy cái tạo nhịp bỏ hết này có một cái ưu điểm nữa, đó là nó sẽ cải thiện cái ERF. Và như vậy chúng ta thấy là thời gian theo dõi trong rất là nhiều các cái nghiên cứu của phân tích hệ thống từ 11 cho tới là 68 đến 59 tháng. Và như vậy chúng ta thấy rằng là nó cải thiện về cái ERF rất là rõ. Và chúng ta thấy đặc biệt là những trường hợp mà ERF dưới 50% thì sau khi mà tạo nhịp bỏ hết thì nó cải thiện lên và rất là ý nghĩa cái thống kê với P nhỏ 0.001. Và so sánh các thông số tạo nhịp của tạo nhịp thất phải và tạo nhịp bỏ hết, thì như vậy ở tạo nhịp thất phải thì ngưỡng chỉ 0.6, 0.8, nhưng mà tạo nhịp bỏ hết thì ngưỡng đến là 1.35 cho tới là 1.62. như vậy thì nhìn chung thì tạo nhịp bỏ hết thì cái ngưỡng nó cao hơn, thì đây là một vấn đề thì thường là sẽ liên quan đến vấn đề là sẽ mau hoạt pin hơn. Về cái tạo nhịp bỏ hết là giảm tử vong và nhập viện so với là tạo nhịp thất phải, chúng ta thấy là tạo nhịp bỏ hết ở đây không có các biến cố tử vong nhập viện hay nói ít hơn so với nhóm mà tạo nhịp thất phải. Đây là một cái nghiên cứu, như vậy là cũng cho thấy chúng ta thấy vai trò của tạo nhịp bỏ hết. Và như vậy thì liệu cái tạo nhịp bỏ hết này có thể thay thế được cái biventricular pacing hay không, tức là những tạo nhịp mà hai thất, đặc biệt là trong những cái CRT, tức là cái tại đồng bộ thất, thì luôn luôn có cần phải
tạo nhịp hai thách thì đặt ra là tạo nhịp BOIS này có thay thế được hay không? Thì chúng ta thấy rằng là trong cả cái năm cái nghiên cứu trên này thì cái thay đổi của F rất là ngoạn mục, từ 29 đến 36%, từ 26, 32, 27, 41 và 34 đến 54%. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái thay đổi này nó rất là ngoạn mục và đa phần nó cũng đưa về cái giá trị của F này nó ngang về là cái giá trị là giảm nhẹ. Thì đây là một điều rất là tuyệt vời, vì nếu mà chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đặt ở CRT mà nếu mà cải thiện ở F được ngang mức này thì cũng xem như là rất là thành công. Và mà quan trọng hơn nữa là cái tỷ lệ của thành công nó rất là cao. Và những trường hợp mà đặt tạo nhịp BOIS này, tỷ lệ thành công đến là 94-97%. Và như vậy, những cái trường hợp đặt CRT là máy tạo động mô tim với tạo nhịp HIS ở bệnh nhân suy tim và có cái rất chân phải, thì những trường hợp chúng ta thấy rằng là cái QRS nó hẹp lại rất là ý nghĩa, từ 158 mg đến 127 mg, và quan trọng ở F này nó cũng cải thiện. Và chúng ta thấy rằng là cái ô phía sau này nó đã cải thiện rất là ý nghĩa sau mà khi chúng ta đặt CRT tạo nhịp HIS ở bệnh nhân mà có suy tim. Vậy khi nào chúng ta chỉ định một HIS? Đó là khi mà bệnh nhân đối với bệnh nhân có định đặt CRT, là những bệnh nhân mà không đặt CRT thành công do là cái chúng ta không đặt được cái điện cực thất trái. Vì chúng ta biết rằng cái điện cực thất trái là cái điện cực mà khó nhất, và thường chúng ta phải đi vào xung quanh. Và như vậy chúng ta thấy rằng là nó đôi lúc nó kỹ sự xung quanh này, cái giải phẫu nó không phù hợp, hoặc là thậm chí chúng ta cũng là gì không thể đi vào được cái xung quanh, thì lúc đó chúng ta dự định đặt tạo nhịp BOIS. Và cũng như là những trường hợp mà đã CRT mà đặt rồi nhưng nó không đáp ứng, như là những trường hợp mà bất thường phải, hoặc là những cái trường hợp mà liên quan tới cái bất thường của cái tĩnh mạch. Và những bệnh nhân mà không phải là gọi là chỉ định của CRT, như là block nhĩ thất hoặc là block nhĩ thất, hoặc là khi mà chúng ta cắt đốt rụng nhĩ thất, hoặc là cái rụng nhĩ với là đáp ứng thất trầm, hoặc là những trường hợp mà chúng ta cần phải là tạo nhĩ thất phải. Và như vậy ACCN18 cũng đưa ra một cái khuyến cáo rằng là những trường hợp ở F mà từ 36 tới 50%, và những trường hợp này gọi là những trường hợp có block nhĩ thất có chỉ định của tạo nhĩ vĩnh viễn, và ở F này là khoảng 36-35%. Và yêu cầu đó là chúng ta phải tạo nhịp thất là dưới 40%. Vì nếu mà trên 50% thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ làm giảm chức năng tim và nó gây rung nhị. Thì những trường hợp này là có chỉ định của tạo nhịp BOIS. Và cũng đối với là cái còn lại 2B, thì những trường hợp có lỗ nhị thất ở mức là cái nút của nhị thất cũng là chỉ định của máy tạo nhịp bệnh viện, thì tạo nhịp BOIS này cũng là để mà tái lập lại về cái sinh lý trong cái nhân truyền. Và ở ST01 như vậy cũng mới đây cũng đã đưa ra một khuyến cáo về tạo nhịp BOIS. Thì những trường hợp mà tạo nhịp BOIS thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải cần programmer để chúng ta quyết định là xem bệnh nhân có cần thiết để mà tạo nhịp BOIS hay không, hoặc là thăm dò các điện sinh lý để chúng ta thấy cần tạo nhịp BOIS hay không. Và những trường hợp mà gọi là ứng cử viên để ông có chỉ định đặt CRT, và những cái trường hợp này cái clip mà đặt vào cái xung quanh nó không thành công, thì như vậy chúng ta sẽ cũng nên cân nhắc cái biện pháp thay thế, có nghĩa rằng là chúng ta tạo nhịp BOIS hoặc là chúng ta có thể đặt điện cực của thừa thông mạc. Và như vậy có thêm một cái điểm mới nữa, đó là cái tạo nhịp của vách thất trái. Chúng ta rất là quen thuộc đối với tạo nhịp vách thất phải rồi. Thì đây là một cái tạo nhịp của vách thất trái. Thì vách thất trái đấy chúng ta thấy rằng là nó xuyên qua và qua bên cái thất trái luôn. Và chúng ta thấy rằng là so sánh cái dốc DPDT, thì có lẽ chúng ta nếu mà đặt CRT thì chúng ta rất là quen thuộc với là cái thông số DPDT dùng để mà đánh giá hiệu quả của việc động, cải thiện hoạt động khi mà chúng ta đặt máy CRT. Thì như vậy nếu mà tạo nhịp của mỏm thất phải thì so với là tạo nhịp của vách thất phải thì nó không thay đổi nhiều về mặt cái DPDT, nhưng mà khi mà chúng ta đặt cái tạo nhịp vách thất trái thì chúng ta thấy nó cải thiện rất là ý nghĩa so với là hai cái vị trí tạo nhịp còn lại. Tạo nhịp vách thất phải theo ST201 thì cái này chúng ta cũng đã quen thuộc rồi, có nghĩa là những trường hợp mà tạo nhịp vách hay là tạo nhịp mỏ thì sau này thì người ta không có đặt nặng vấn đề này, là vì nó không khác biệt nhau nhiều về mặt ý nghĩa, về mặt cải thiện về tiên lượng, về mặt cải thiện về hoạt động. Mặc dù về nếu mà đặt tạo nhịp vách thì cái QRS nó có đẹp hơn so với là tạo nhịp mỏ, tuy nhiên về gọi là tổng chung thì nó không có thay đổi gì nhiều, cho nên người ta không có khuyến cáo là người ta đặt là mỏ hay là ở vách. Về tạo nhịp không dây, như vậy tạo nhịp không dây theo ST thì như vậy chúng ta thấy rằng là tạo nhịp không dây là được cái khuyến cáo thay thế cho những cái trường hợp mà tạo nhịp quá tĩnh mạch khi mà có cái bất thường của cả cái tĩnh mạch dưới đo tĩnh mạch đầu chẳng hạn, thì và bệnh nhân có nguy cơ của cái nhiễm trùng. Thì sáng ngày hôm qua chúng ta cũng có những cái phiên sắc sinh thảo luận những cái lâm sàng rất là hay liên quan đến vấn đề về nhiễm trùng máy tạo nhịp, thì cái tạo nhịp không dây này là một giải pháp ở những trường hợp mà bệnh nhân họ bị nhiễm khuẩn. Như vậy đây là một cái phương pháp rất là hay
và đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân đã có nhiễm trùng trước đó hoặc là bệnh nhân thậm chí là đang mà chạy thận nhân tạo thì đây là một định cũng để 2A, như vậy chúng ta phải áp dụng trên lâm sàng rất là tốt. Và tại sao cần phải tự nhiên không dây? Chúng ta thấy rằng là dây nó rất là rối, nó sẹo, nó nhiễm trùng và nó đứt gãy các cái dây. Và ngoài ra càng có các biến chứng liên quan đến khi mà chúng ta chọc của chọc cái tế bào dây đó, như là tràng khí màng phổi, hematom hoặc là cái tổn thương do mà chúng ta chọc vị trí mạch, rồi về cái dây hàng hay có thể là tạo ra những cái thùng cái vách, rồi là hở van ba lá, rồi là nhiễm khuẩn hoặc là liên quan tới cái tổn thương của các lít, các cái damage của các lít. Thì như vậy nói thấy vai trò ưu điểm của tạo nhiệt không dây. Và các máy tạo nhiệt không dây hiện nay nếu so với đồng một euro thì cái nano steam, micra hoặc là YCRT nó rất là nhỏ, hoặc là empower của các hãng thì đều có mặt ở đây. Và chúng ta thấy rằng năm 1970 thì người ta đã giới thiệu ra một cái gọi là một cái máy tạo nhịp mà từ bung, gọi là máy từ bung. Thì có nghĩa rằng là chúng ta cũng có một thằng deliverer và cái cơ chế nó cũng gần giống như là hiện tại. Thì có lẽ là chúng ta cũng quay ngược lại những cái vấn đề những người ta đã áp dụng, nhưng mà chúng ta là trong một cái bối cảnh mới và cái phương pháp mới, ưu điểm mới hơn. Ở đây là chúng ta thấy là một cái là wireless, có nghĩa rằng là đây là một cái trường hợp cũng là đặt không dây. Mà còn đặc biệt đó là chúng ta chỉ có một cái máy tạo nhịp và một cái lít ở tức phải theo như truyền thống. Và chúng ta có một cái điện cực không dây ở buồng thất trái. Và chúng ta có một cái gọi là cái voice, tức là có một cái hệ thống phát cái sóng zoom để mà nó giao tiếp với là hai cái điện cực này, đặc biệt là cái điện cực của bên cái thất trái. Thì như vậy chúng ta cũng xem như là một cái máy ba buồng mà trong đó là nó không dây đối với là điện cực của thất trái. Thì như vậy dù sao thì điện cực thất trái đặt nó vẫn dễ hơn so với xung quanh nhà hàng, và đặc biệt nó không có dây. Như vậy đây cũng một giải pháp cũng rất là lý thú. Và như vậy khi mà chúng ta áp dụng giải pháp này thì chúng ta thấy rằng là cũng cải thiện. Như vậy là các cái biến cố trong vòng 24 giờ, trong vòng 1 tháng thì nó đều cải thiện. Và đặc biệt là cái EF này nó cũng cải thiện đến 7%, là 7% sau khi mà chúng ta dùng cái tạo nhịp và không dây. Và cái điện cực thì điện cực của là nội trong buồng thất trái. Hoặc là một liệu pháp các cái nano steam và micra ở đây. Đây là cái thiết bị mà chúng ta deliver, chúng ta phóng thích ra sau khi mà chúng ta chọn đúng vị trí. Và hiện nay thì chúng ta thấy là có cái một mô hình cũng rất là gọi là lý tưởng, là chúng ta sẽ đặt 3 điện cực không dây luôn vào trong cái buồng tim, một cái buồng của nhị phải, buồng thức phải, một buồng thức trái. Thì hiện nay thì cái này là một cùng mới là trong thử nghiệm thôi, chứ chúng ta còn chưa áp dụng trên thực tế con người. Nhưng mà trong tương lai thì chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ áp dụng 3 điện cực không dây này luôn. Thì như vậy chúng ta sẽ tức là không cần phải dây, giảm cái nguy cơ nhiễm trùng, và chúng ta có thể là cái điện cực không dây này nó nhỏ gọn thì nó không ảnh hưởng đến hoạt động, thì đó là một cái hướng trong tương lai. Và đây là một trường hợp chúng ta cũng đặt cái ICD là ICD ở dưới da thôi, và chúng ta có thêm một cái điện cực không dây, điện cực không dây ở đây ở bộ thất phải. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là nó sẽ giao tiếp giữa một cái ICD và một cái điện cực của bộ thất phải ở đây, và nó cũng là dạng cái không có dây, thì nó cũng hoạt động cũng rất là hiệu quả, nó cũng đã đánh sốc. Như vậy nó cũng rất là tốt, chúng ta thấy có những cơn nhãn thức VT nó phát hiện ra và nó sốc điện 10 lần và sau đó nó trở về nhịp xoang. Thì vậy đây là cái phương pháp cũng rất là mới, vì thường chúng ta biết rằng là ICD máy thường rất là to, mà thường chúng ta phải đặt cái dây điện cực cũng thường cũng đặc biệt vì nó điện cực sốc điện. Và nếu mà chúng ta làm cái tạo nhịp không dây thì nó cũng là một giải pháp tối ưu, mà đặc biệt là chúng ta có thể thay dây rất là dễ vì nó chỉ là đặt dưới da thôi. Nhưng mà có một vấn đề đó là những trường hợp tạo nhịp không dây thì khi mà chúng ta thấy mà tháo ra thì nó cũng rất là phiền. Vì những loại tạo nhịp không dây này thì tháo ra chỉ có cách là dùng cả cái snare thôi, snare một vòng hoặc snare ba vòng để chúng ta lôi cả cái không dây này ra, hoặc là chúng ta thả luôn để yên như vậy luôn, hoặc là chúng ta dùng snare chúng ta bắt ra. Chứ còn nếu mà chúng ta không phải là giống như những cái trường hợp có dây, chúng ta rút từ ngoài, nhưng cái này rút ra yêu cầu phải có một hệ thống đặc biệt. Một số trường hợp mà lấy snare, dùng snare để bắt cả cái điện cực không dây. Và ngoài ra chúng ta hiện nay chúng ta thấy rằng có một giải pháp cũng là sạc pin cho cái máy tạo nhịp tim. Như vậy chúng ta không cần phải là hết pin thì không cần phải tháo ra, như vậy cũng rất là mất công. Chúng ta làm một thủ thuật mà nguy cơ lây nhiễm nhiễm trùng
Thì trường hợp này chúng ta thấy rằng là giống như là điện thoại vậy, chúng ta sẽ sạc ở từ ngoài bằng cái sóng sóng siêu âm, sóng không dây, và nó sẽ sạc cho cái pin của điện thoại chúng ta. Thì tương lai nếu mà có nghĩa là nếu nó hiệu quả thì người ta sẽ áp dụng phương pháp này. Chỉ có một cái là làm như thế này thì chắc chắn là thường cái bảng máy nó sẽ rất khó hơn nha, vì số lượng máy chắc chắn sẽ ít hơn, người ta sẽ sạc thôi chứ người ta không có thay. Về tạo nhịp dưỡng những siêu âm tim thì bây giờ tôi xin có một số hình ảnh về cái minh họa về tạo nhịp bệnh viện dưới dịch của siêu âm tim. Tim vậy thôi, chúng ta biết rằng là có những trường hợp mà siêu âm làm cấp cứu thì chúng ta rất không kịp, chúng ta đưa về mang tăng sáng thì nó đặt máy tạo nhịp. Thì và đặc biệt một số trường hợp có những nơi người ta không có cái máy tăng sáng đi xây thì người ta phải đặt là dưới của siêu âm tim. Thì như vậy người ta thường hay dùng cái nhạc là nhạc ở dưới xương, và chúng ta thấy là nhạc dưới xương này chúng ta thấy rất là rõ về vị trí của cái thất phải, của nhĩ phải đó, và người ta thấy được đây là một click của cái thất phải đó. Và như vậy chúng ta thấy click của thất phải đây, bởi mà các dưới xương đây là thất phải, là nhĩ phải, đây từ mặt chủ dưới là chủ trên, hoặc là chúng ta lắc của mặt bằng các dưới xương, chúng ta thấy một cái nhạc cắt, một cái click của thất phải, một click của nhĩ phải. À, như vậy mặc dù đi nó không rõ bằng cái mang fluoroscopy, nhưng mà bởi siêu âm tim đặt mặt các dưới xương, chúng ta thấy rõ được click này, và trong quá trình thao tác chúng ta dựa thêm cái programmer và chúng ta sẽ có thể đặt được cái dưới sự hướng dẫn của siêu âm tim. Và như vậy sau khi đặt hướng dẫn siêu âm tim xong thì chúng ta sẽ chụp lại X-quang, và đặc biệt là các chúng ta chụp các góc như là góc anterior posterior bên phải, và là bên phải chụp về bên phải, rồi là chụp các cái góc bên trái của anterior posterior, hoặc là chụp cái góc bên trái. Thì như vậy chúng ta sẽ kiểm tra cái bốn góc này để chúng ta xem là cái clip này nó thực sự đã bám chắc vào trong cả cái nhĩ phải và của thất phải chưa. Như vậy cuối cùng và chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Liêm của mình Chợ Rẫy sẽ đến với chúng ta của phần báo cáo là tạo nhịp bó nhánh trái để có phương thức tạo nhịp lý tưởng. Nãy phó giáo sư Tiến đã nói rồi, tạo nhịp bớt trên 40% thì không có lợi nếu mà đặt ở thất phải. Cho nên bây giờ thì người ta đã không có khuyến khích đặt ở mõm nữa. Và như vậy thì từ năm 2000 thì người ta mới tạo nhịp hít, và người ta mong đợi rằng là cái tạo nhịp hít là tạo nhịp mà lý tưởng và có thể đem lại cho lợi ích cho bệnh nhân. Nhưng mà trong những cái khi thực hiện thì nó có những hạn chế như là khó đặt, tỷ lệ thành công thì không cao, thường gặp vấn đề về nhận cảm nhĩ và thất, ngưỡng thì thường như nãy nói là bác sĩ Tiến có nói là thường cao và tăng theo thời gian, có 8-10% vì sụt dây và cần chỉnh lại. Nên từ năm 2018-17 thì Quang là một cái giáo sư của người ở một cái viện ở Trung Quốc đã đề nghị cái phương pháp phương thức tạo nhịp bó nhánh trái, và đã cho thấy đây là một cái phương thức mà mới có thể trong tương lai sẽ là một cái phương thức tạo nhịp mà an toàn nếu mà chứng minh được tốt là một cái thiên tạo nhịp sinh lý cho bệnh nhân. Tại sao tôi nói là vậy? Nếu mà so sánh giữa tạo nhịp hít và tạo nhịp bó nhánh trái thì chúng ta sẽ thấy rằng tạo nhịp bó nhánh trái nó có những cái ưu điểm. Thứ nhất là kỹ thuật thì nó ít phức tạp hơn, vùng tạo nhịp thì rộng hơn, cho nên thành công thì dễ hơn. Dây thì khi chúng ta đặt là ít di lệch hơn. Nếu như vậy là không nhận cảm nhĩ và thất thì cũng bị ít ảnh hưởng. Ngưỡng đặt thường thấp và ổn định, như vậy đó làm cho máy ít hao pin hơn. Tuy nhiên do cái nghiên cứu này mới cho nên chưa có những nghiên cứu chứng minh tính an toàn hiệu quả, hiện tại ta đang chờ những kết quả. Chúng ta thấy rồi là đây là cái sơ đồ cho chúng ta thấy nếu tạo nhịp hít thì chúng ta chỉ thấy hít nó chỉ có khoảng 20 mm và bề rộng có 4 mm so với cái vùng nhánh trái chúng ta rộng hơn. Chúng ta thấy cái vùng mà chúng ta có thể đặt ở nhánh trái nó rộng hơn, và thực tế chúng tôi làm thì cũng thấy là tương đối khỏe hơn. Chúng ta thấy còn một cái khó khăn của cái hít là
Nếu mà chúng ta thấy rằng là HIS nó có trên 100 bệnh nhân mà người ta làm, thì người ta thấy rằng là có rất là nhiều trường hợp là nó phải va vào cái phải đi xuyên qua cái mấy cái sơ và cái bó cơ trong vòng deep HIS mà hay này ngay cả normal HIS, chúng ta thấy rất là khó. Rõ ràng là khi mà chúng ta tiếp cận HIS trong trường hợp này, có nhiều khi chúng tôi trị trật, làm trị trật mà cũng không thể thành công. Và thứ hai nữa, thứ ba nữa là các vị trí tắc đường dẫn truyền. Thì nếu mà chúng ta ở cái left intrahepatic block đó, thì chúng ta có thể chỉnh được cái rối loạn nhịp. Nhưng mà nếu mà những cái left ventricular branch block ở dưới đó, thì chúng ta sẽ không tạo nhịp được nếu mà dùng HIS. Trong khi đó tạo nhịp nhánh trái có thể chúng ta giúp chúng ta sửa các tắc dưới HIS và sửa chữa cái block nhánh trái hoặc là block nhánh phải. Vì vậy tại sao mà người ta lại đọc là bó nhánh trái mà không gọi là nhánh trái? Vì cái tắc bó nhánh trái tức là bao gồm cả có trường hợp là tắc có thể chúng ta không có vào được nhánh trái một cách chọn lọc hay là không chọn lọc, mà chúng ta chỉ cần chọc đúng vào cái nhánh phần cái phần cơ của thất trái thì chúng ta cũng có thể gọi là chúng ta này là chọc vào HIS ở chọc vào nhánh trái được rồi. Vị trí đặt thì vùng vách điện thất từ dưới HIS khoảng 10-15 mm. Thì chúng ta thấy rằng là người ta cũng lý luận rằng là dù là chúng ta đặt trúng vào cái nhánh trái hay là vào cơ của thất trái thì cái dù gì nó cũng có thể tốt hơn là chúng ta đặt ở bên thất phải. Thì kỹ thuật đặt thì chúng tôi cũng chỉ dùng, hiện tại thì chúng tôi cũng chỉ dùng cái điện cực Pasit của HIS, tức là 3830 và C35. Vì chúng tôi ít, cái số lượng của chúng tôi ít thì chúng tôi chưa có gặp những cái trường hợp khó để dùng cái C304. Cái tài liệu gần đây thì tôi đọc thì thấy rằng là Bitonic, Boston Scientific hay Abbott đều có những cái điện cực tốt hơn, tức là nó có thể thay vì cái điện cực của Medtronic hiện tại không sẵn vào được mà nó là sẵn, nó lòi ra sẵn, thì cái điện cực của các hãng này nó có thể quay ra và rút vào lại. Thì như vậy chúng ta có thể dễ hơn, giúp cho chúng ta dễ làm hơn so với lúc những cái điện cực bây giờ chúng tôi làm rất là khó khăn. Đây là những cái điện cực. Thì dĩ nhiên cái điện cực này nó có thể nó lớn hơn những cái điện cực này, nó vì nó có cái stylus, đưa cái stylus vào được. Thử ra điện cực này chúng ta thấy nó lớn hơn. Về vị trí chọc lên đây và điện thất thì chúng ta sẽ lấy một cái móc là từ cái HIS, từ HIS, và sau đó chúng ta vẽ một cái đường từ HIS cho đến mõm tim và canh cái đường khoảng đâu đó từ dưới 10 đến 15 mm thì chúng ta chọc dò. Đây là cái hình ảnh chúng ta làm. Chúng ta rõ ràng là vị trí chọc vách liên thất của chúng ta sẽ rộng hơn, nhiều cái khoảng cho chúng ta có thể thực hiện hơn. Về các cái mặt cắt thì thường thường là chúng tôi dùng rao 30 độ để mà xuyên vách và lao 30 độ hay 40 độ để mà kiểm tra lại coi vị trí. Đây, xác định vị trí đầu điện cực khi xuyên vách thì chúng ta sẽ dựa vào cái vị trí của V1. Chúng ta sẽ dùng cái V1 trên điện trăm đồ 12 chuyển đạo đo đồng thời lúc đó, và dùng cái điện cực là đơn cực, dùng cái điện cực đơn cực, tức là một cái vào cái chỗ ring và một cái là cắm vào da. Thì chúng ta sẽ thấy nếu mà chúng ta ghi nhận được cái sóng, khi mà chúng ta ghi nhận được cái sóng có chữ W là chúng ta
chứng tỏ là chúng ta đang đi vào đúng cái vùng của cái thất phải, của cái nhánh phải, chúng ta nhánh phải. Thế là lúc đó chúng ta sẽ xoắn, bắt đầu chúng ta xoắn và theo dõi cái impedance. Impedance nó sẽ tăng dần, là chúng ta đang tiến dần đi vô, đi vô được cái phần giữa. Và từ từ thì chúng ta thấy là cái chữ W này nó sẽ thay dần bằng cách nó biến thành là QR, dạng QR. Lúc mà chúng ta thấy QR, chúng ta là lúc đó chúng ta đã bắt đầu chạm vào cái nhánh trái. Khi xác định đã chạm vào nhánh trái rồi thì chúng ta có thể thử. Chúng ta thử, đây là ví dụ, đây là người hình minh họa cho người ta mình thấy là khi chúng ta đã làm ở cơ thất, lúc này là chúng ta đang còn ở cơ thất. Ở cơ thất, khi chúng ta kích thích thì cái LVAT chúng ta sẽ coi, LVAT lúc này chúng ta coi LVAT trên V6, tức là LVAT là cái khoảng từ cái spine cho đến cái đỉnh của sóng air. Nếu mà chúng ta thấy ở đây là 92 millisecond. Thì khi mà chúng ta tăng lên từ 2V lên 5V, tức là LVAT giảm xuống, thì chứng tỏ rằng chúng ta đang đi đúng vào trong cái vị trí của nhánh trái. Khi đó chúng ta xoắn thêm nữa, thì chúng ta sẽ vào nhánh trái. Và nếu mà khi chúng ta biết nhánh trái, vào nhánh trái dựa vào đâu, là chúng ta lúc đó chúng ta sẽ thử chúng ta sẽ thử cường độ. Nếu mà chúng ta tăng cường độ từ 0.5 đến 1 đến 5 mà LVAT không đổi hoặc thay đổi rất ít, thì chứng tỏ là chúng ta đang đặt đúng vào nhánh trái. Và khi test final depth, tức là chúng ta nãy chúng tôi có nhắc lại là chúng ta thử test từ thấp cho đến cao mà cái LVLT không thay đổi hoặc là thay đổi ít, thì chúng ta đặt đọc đúng rồi ở về vị trí. Và thứ hai là chúng ta thấy potential bending branch potential. Trong trường hợp bending potential này, không phải tất cả các trường hợp chúng ta đều thấy, mà chỉ có thấy trong 30% trường hợp, nên chúng ta cũng không phải thể dựa vào cái này hết. Sau khi chúng ta đã xác định được là chúng ta đã vào nhánh trái rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành bơm cản quang để xác định vị trí đường cực. Đây là chúng ta đã xác định vị trí đường cực. Đây là chúng ta thấy cản quang. Chúng ta bơm cản quang vào cái sheet, rút cái sheet ra chút để bơm cản quang. Và chúng ta thấy rằng ở đây, cái đầu của điện cực của mình ở đây, và cái phần cuối này là cái ring của chúng ta đã đâm qua, cái đi qua cái vách liên thất rồi, thì cái đây là một cái đạt rất là yêu cầu rất là tốt. Chúng ta thấy ở lao 40 độ thì chúng ta thấy rõ hơn. Đây là một cái minh họa cho chúng ta thấy tạo nhịp nhánh trái trong trường hợp nhánh trong chậm, thì chúng ta thấy là nhịp bình thường. Ở đây là một cái bệnh nhân bị sinus xoang, có cái QRS bình thường, lúc bình thường là 100, và khi kích thích nhánh trái thì chúng ta thấy rằng là QRS khoảng 102 thôi. Đây là hình ảnh của cái block nhánh phải, chứng tỏ là nó đang ở nhánh trái. Ngay cả cái tạo nhịp hai buồng mà chúng ta thường thường có khi là chúng ta đã đặt PE giảm dài để giảm tạo nhịp thất, thì cái tạo nhịp HIS nó cũng sẽ tốt hơn, vì lúc đó nó sẽ tạo làm cho chúng ta có thể rút ngắn cái PE lại và chúng ta có thể làm tốt hơn, làm cho bệnh nhân bỡ suy tim hơn. Và trường hợp đây là một cái trường hợp mà tạo nhịp nhánh trái, mà có trong trường hợp có block nhánh trái chúng ta có thể sửa chữa, tức là trong nhịp bệnh nhân là QRS 196, sau khi mà đặt thì vào được nhánh trái, tức là chúng ta thấy ở đây là lành dạng QR, tức là nằm ở nhánh trái,
thì QRS còn 110. Và sau khi mà đã trong những trường hợp mà đọc đã có đọc nhánh trái lúc đầu, đây là trường hợp đọc nhánh trái lúc đầu, chúng ta làm sao để đồng bộ hóa hai thất? Thì có hai cách để chúng ta đồng bộ hóa hai thất. Một là chúng ta sẽ dò, dùng cái điện cực unipolar và dò cái IV delay. Ở đây trong trường hợp IV delay là 40 thì chúng ta sẽ thấy rằng là vẫn còn một cái hình ảnh của nhánh trái thôi. Nhưng mà khi chúng ta kéo AV delay lên 90 thì chúng ta sẽ, lúc đó thì cái nhịp nó sẽ nhận định được nhịp nội tại của nhánh phải và sau đó kích thích của đồng thời. Cùng hai cái nhánh phải và nhánh trái được kích thích đồng thời đã tạo thành một cái nhịp gần như bình thường. Còn cái thứ hai, cách thứ hai là chúng ta dùng bipolar thì chúng ta kích thích một cách dùng 7V tới 7V thì chúng ta kích thích một cách hai nhánh, một cách hai nhánh luôn. Thì chúng ta sẽ có, thường thường thì chúng tôi hoặc là dùng cái này hoặc là dùng cái này để chúng tôi sẽ làm về kết quả một số nghiên cứu so sánh các phương thức tạo nhịp. Thì chúng ta thấy rằng là cái những cái phương pháp này thì nó mới, cho nên để cái đây là một cái công bố của đại học Lozano Blesa ở Tây Ban Nha, thì cho chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ cái ngưỡng kích thích cũng gần ngang nhau, ngưỡng kích thích đạt được cũng gần ngang nhau, và cái QRS á, thì nó hẹp hơn sọ rõ sẵn so với LVOT, thời gian đặt nó kéo dài hơn so với lại thời gian của làm LVOT. Chúng ta thấy rằng là thời gian QS nó hẹp lại hẳn so với, và BP rất là có ý nghĩa thống kê, và thời gian đặt thì dài hơn. Đây là một cái nghiên cứu khác của Vijayaraman trên 325 bệnh nhân và đặt thành công trong 277 bệnh nhân từ 85%, thì cho thấy rằng là thay đổi về QRS có ý nghĩa thống kê dù cho bệnh nhân là có block nhánh trái hay là không block nhánh trái. Và cái NIHA cũng thay đổi, chức năng thất trái EF cũng thay đổi và buồng tim cũng nhỏ hơn hẳn. Và đây là một cái nghiên cứu khác, báo cáo của chính cái ông Hoàng Hoàng trên đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm tiền cứu trên thành công ở 97% bệnh nhân, thì cho thấy rằng là cái nhịp nó ổn định, cái ngưỡng ổn định sau 12 tháng theo dõi, cũng như là sóng R cũng ổn định sau 12 tháng theo dõi. Và chúng ta thấy rằng là EF cũng cải thiện và kích thích của tất trái cuối đông thu cũng cải thiện sau 12 tháng theo dõi. Để kết luận thì chúng tôi thấy rằng là tạo nhịp bó nhánh trái ngày càng chứng minh được ưu điểm so với tạo nhịp thất phải và tạo nhịp hit do các ưu điểm vừa nêu. Mong rằng sẽ có thêm những cải tiến để việc thực hiện dễ dàng hơn và sẽ có những nghiên cứu dài hơi để đánh giá tính hiệu quả và an toàn sẽ được công bố trong tương lai. Hiện tại theo chúng tôi thì chúng ta có thể xem xét chỉ định trong các lớp nhánh trái hoàn toàn có nguy cơ suy tim hoặc là rung nhĩ do tạo nhịp thất, suy nút xoang phụ thuộc vào máy trên 40%, và chúng ta thậm chí chúng ta có thể đặt máy hai buồng với dẫn truyền nhị thất dài để giảm phụ thuộc máy, và thậm chí có thể thay thế CRT như nãy bác sĩ Tiến có nói, tức là trong điều kiện khó tiếp cận xoang vành hoặc là không có tìm thấy điểm tạo nhịp thích hợp nếu mà nó có sơ vữa. Xin cảm ơn các anh chị. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Hoàng sẽ thay thế cho bác sĩ Nguyễn Khắc Thiên Trương để báo cáo phần hiệu quả và tính an toàn của máy tạo nhịp tim không dây. Dạ, thì phần trình bày thì gồm có 3 phần. Thứ nhất là em xin giới thiệu những cái ca lâm sàng minh họa. Thứ hai xin được điểm qua một số cái tài liệu liên quan và đi đến kết luận.
Thì về cái ca lâm sàng đầu tiên, một bệnh nhân nam 59 tuổi thì quê ở An Giang và nhập viện và ở Chợ Rẫy vào tháng 8 năm 2021. Với cái tiền sử là một tháng nay thì bệnh nhân đã có những cái cơn sốt và cảm thấy là phù và đau ở ngực trái. Bệnh nhân này thì đã được điều trị ở tuyến trước là sử dụng vancomycin và vì chẩn đoán nhiễm trùng. Với tiền sử của bệnh nhân này thì là trước đây bệnh nhân đã từng thay đổi cái vị trí tạo nhịp, bệnh nhân được cái máy tạo nhịp tim do rung nhĩ đáp ứng thất chậm, và do cái vấn đề về cái điện cực thì bệnh nhân đã được thay đổi từ bên phải qua bên trái. Và cái lần này thì bệnh nhân được nghi ngờ là nhiễm trùng ổ máy tạo nhịp ở phía mới. Thì bệnh nhân được siêu âm tim qua thực quản và ghi nhận là một cái hình ảnh rất là giống sùi dính vào cái dây thất phải với cái đường kính là 14x17mm và còn có cái hình ảnh huyết khối ở trong cái buồng tim và không có dịch màng ngoài tim. Kết quả cái máu của bệnh nhân cũng giống như là lâm sàng chúng ta tiên đoán là đây là bệnh nhân này bị dương tính với lại tụ cầu vàng và đa kháng. Và cái điều trị của bệnh nhân thì là kháng sinh được sử dụng kháng đông và đồng thời là theo đúng như nguyên tắc của viêm nội tâm mạc nhiễm trùng thì bệnh nhân này cần được loại trừ cái ổ nhiễm trùng là xử trí rút cái dây điện cực tạo nhịp. Tuy nhiên là có một cái điểm phức tạp là khi mà nhìn kỹ vào cái dây điện cực tạo nhịp này của bệnh nhân thì chúng ta thấy đó, cái hình dạng của nó lại là hình mỏ neo thì rất là khó có thể rút ra ở trong cái phương pháp rút thông thường, cho nên bệnh nhân này được tiến hành phẫu thuật tim và cái quy trình phẫu thuật thì được mở nhĩ phải và rút hoàn toàn hai cái dây điện cực này ra. Đồng thời là sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân đã được cấy vào hai cái điện cực tạo nhịp tim tạm thời thường tâm mạc để giữ cái tần số tim cho bệnh nhân. Tuy nhiên là trong cái quá trình hậu phẫu thì bệnh nhân xảy ra là ngất, co giật trong đêm. Thì cái điện tim trong đêm thì thấy bệnh nhân có cái hiện tượng lập lóc nhĩ thất từng lúc trên cái nền là rung nhĩ. Và bệnh nhân ngay lập tức là được đưa vào đặt máy tạo nhịp tim tạm thời nội tâm mạc. Tuy nhiên là cái việc mà tiếp cận tĩnh mạch của bệnh nhân này rất là khó khăn. Và ekip đã sử dụng rất là nhiều phương pháp và khi mà làm rất là lâu và quyết định là chụp cái tĩnh mạch của bệnh nhân thì phát hiện là cả bên phải lẫn bên trái thì đều cái hệ thống tĩnh mạch này nó đều không có dẫn về tĩnh mạch chủ trên nữa, cho nên xử trí hiện tại cấp cứu lúc đó của bệnh nhân là bệnh nhân được đưa một cái dây điện cực tạm thời qua đường tĩnh mạch đùi. Tuy nhiên là về lâu về dài của bệnh nhân này thì bệnh nhân này là một bệnh nhân phụ thuộc vào máy tạo nhịp và bệnh nhân lại có thêm vấn đề là nhiễm trùng máy tạo nhịp tái phát, và bệnh nhân này thì cũng là một cái đối tượng nguy cơ tái phát nhiễm trùng. Và em xin đến với ca lâm sàng thứ hai. Đây là một bệnh nhân nữ, thì bệnh nhân này đã ngất 3 lần trong một tháng và điện tim ghi nhận lúc nhập viện là lóc nhĩ thất độ 3 với cái nhịp thoát bộ nối. Và bệnh nhân này hiện tại đang là một bệnh nhân bình thường mạng giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ thông qua cái FAV bên tay trái. Nhưng mà trước đó thì bệnh nhân lại đặt một cái tĩnh mạch cánh hầm ở phía bên phải. Và như vậy thì bệnh nhân này cũng có một cái vấn đề là nếu như mà tiếp cận phía bên trái thì nó lại bị cướp máu của FAV. Nhưng mà nếu mà tiếp cận phía bên phải thì cái chỗ này lại là một cái điểm rất là nguy cơ bị nhiễm trùng, đồng thời là bệnh nhân này cũng có những cái nguy cơ về huyết khối do cái sử dụng thuốc kháng đông trong chạy thận, và bệnh nhân có cái tình trạng có nguy cơ là bị huyết khối ở trong cái catheter lọc thận. Một cái ca lâm sàng thứ ba, đây là một bệnh nhân nam 70 tuổi, bệnh nhân này cũng nhập viện về vấn đề lóc nhĩ thất độ 3. Và bệnh nhân này thì bên cạnh cái vấn đề lóc nhĩ thất độ 3, bệnh nhân này cũng là một bệnh nhân bình thường mạng giai đoạn cuối, chạy thận định kỳ qua FAV, đồng thời là bệnh nhân còn có cái vấn đề giảm tiểu cầu dai dẳng, không có lần nào kiểm tra mà trên 100. Và cái vấn đề của bệnh nhân này cũng là rất là khó để tiếp cận cái tĩnh mạch và nguy cơ về nhiễm trùng
trên bệnh nhân mà có cái đường máu, có cái thủ thuật qua đường máu thường xuyên, đồng thời là cái nguy cơ mà huyết khối của bệnh, nguy cơ mà xuất huyết của bệnh nhân cũng rất là cao. Như vậy thì có phương án nào vừa giải quyết được vấn đề là giảm nguy cơ nhiễm trùng tái phát, đồng thời là giải quyết vấn đề khó tiếp cận tĩnh mạch, thậm chí là tắc luôn cả hai cái tĩnh mạch phía trên, và với những bệnh nhân mà có nguy cơ cao xuất huyết? Thì hiện tại có một số máy tạo nhịp tim không dây đã được công bố và được chấp thuận sử dụng. Thì ở trong đó các nghiên cứu thì đã cho thấy là cái việc mà sử dụng cái máy tạo nhịp tim không dây này và có những tỷ lệ biến chứng rất là giảm đáng kể, và đặc biệt là về nhiễm trùng thì hầu như là 0% khi so sánh giữa các loại máy, và những cái biến chứng khác thì cũng rất là ít, bé hơn 4%, với cái thời gian pin thì cũng đáng kể. Tác giả Chami thì đã theo dõi trên cái nhóm đã trong cái nghiên cứu hồi cứu của mình thì đã ghi nhận là so với những bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tim có dây thì những cái biến chứng liên quan tới máy tạo nhịp giảm lớn hơn 60% ở nhóm bệnh nhân không dây. Và trong cái nghiên cứu tiến cứu của tác giả này, sau 2 năm theo dõi những bệnh nhân đặt máy tạo nhịp không dây so với những bệnh nhân đặt máy tạo nhịp có dây thì cũng ghi nhận là giảm được tới 38% những bệnh nhân cần tái can thiệp và giảm tới 31% những cái biến chứng cho bệnh nhân. Và riêng về phần nhiễm trùng thì trong các từ lúc mà máy tạo nhịp tim không dây được bắt đầu chấp thuận sử dụng trong nghiên cứu và chấp thuận sử dụng trên bệnh nhân thì trong hầu hết các nghiên cứu có tổng hợp lại có hơn 33.247 bệnh nhân và không ghi nhận bệnh nhân nào có nhiễm trùng. Vậy thì so với lại một cái máy tạo nhịp tim có dây thì cần đối mặt với những cái vấn đề như là cái biến chứng liên quan tới cái túi máy hoặc là cái dây tạo nhịp, và những cái số liệu thì ghi nhận được là tới hơn 12% những bệnh nhân thì đã trải qua những cái biến chứng trong vòng 2 tháng, và trong số 12% đó thì tới 1/3 bệnh nhân thì cần tái can thiệp. Điều này dẫn đến là cái việc cân nhắc giữa việc những bệnh nhân nào thì phù hợp với cái máy tạo nhịp không dây hay những bệnh nhân nào phù hợp với máy tạo nhịp truyền thống thì khi mà đem cân nhắc về lợi ích và nguy cơ thì máy tạo nhịp không dây giải quyết được cả ba vấn đề mà cả ba ca lâm sàng nêu tới: vấn đề về nhiễm trùng, vấn đề về cái biến chứng liên quan tới túi máy, hay là vấn đề về biến chứng liên quan tới dây điện cực tạo nhịp. Tuy nhiên một số khuyết điểm, một số vấn điểm tồn tại vẫn còn đáng quan tâm, như là cái việc mà thủng tim, hoặc là nếu như cái máy tạo nhịp này hết pin thì chúng ta sẽ xử trí như thế nào, và cả vấn đề là nếu như vấn đề tái đồng bộ, vấn đề đồng bộ nhĩ thất ở máy tạo nhịp tim không dây hiện tại thông thường thì chỉ mới sử dụng máy tạo nhịp không dây một buồng thất, và từ đó cho nên cái chỉ định của máy tạo nhịp tim không dây thì ưu tiên hơn ở cái nhóm bệnh nhân là góc lóc nhĩ thất. Và đối với những bệnh nhân mà suy nút xoang thì nó như là một cái lựa chọn thay thế cho cái tạo nhịp một buồng nhĩ hoặc tạo nhịp hai buồng, khi mà cái việc mà tiếp cận tĩnh mạch trở nên khó khăn và nguy cơ cao. Bên cạnh đó thì máy tạo nhịp tim không dây có những cái chống chỉ định, như là bệnh nhân có đặt cái lưới lọc tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới, bệnh nhân có van ba lá cơ học, bệnh nhân có cái giải phẫu tĩnh mạch đùi không thể đưa vào cái xích để cái dụng cụ dẫn đường để đưa cái máy tạo nhịp tim không dây vào, hoặc bệnh nhân béo phì với cái thành ngực quá dày không thể mà tiếp cận, không thể giao tiếp được với cái máy lập trình, hoặc những bệnh nhân mà không dung nạp được với heparin hoặc nhạy cảm với lại thuốc cản quang, hoặc là
Tuy nhiên bên cạnh đó, bệnh nhân có những máy tạo nhịp tim không dây thì lại có những cái ưu thế rất là rõ ràng, là bệnh nhân không có sẹo, không có những cái vết nứt, bệnh nhân không có hạn chế vận động sau khi cấy máy, không có nhiễm trùng, không có tụ máu hay là không có vào mòn túi máy tạo nhịp, đồng thời cũng không có điện cực nên không có phải lo nghĩ đến việc là gãy điện cực hay là những cái vấn đề về cái huyết khối bám điện cực hoặc là tổn thương van ba lá. Cho nên khoa điều trị rối loạn nhịp đã quyết định là trên cả ba bệnh nhân này thì đều được cấy máy tạo nhịp tim không dây để giải quyết vấn đề, và cả ba thì đều được cấy thành công với cái thông số ổn định và vị trí thì nằm ở trong thất phải. Em xin đi đến kết luận là đối với cái máy tạo nhịp tim không dây thì nó là một giải pháp có thể hứa hẹn trong tương lai, nhưng tuy nhiên là vẫn còn một số cái chỉ định là riêng về cái xuyên nút xoang, bệnh nhân chỉ có xuyên nút xoang hoặc bệnh nhân mà chỉ có các chỉ định khác như ngứt vì phản xạ thì vẫn còn một số yếu điểm. Còn trên nhóm bệnh nhân mà block nhĩ thất thì chỉ định mạnh hơn, và ngoài ra một số máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới thì có một số cơ chế có thể giúp cải thiện cái việc đồng bộ nhĩ thất. Dạ, xin cảm ơn các thầy cô, các đồng nghiệp. Bác sĩ Kiều Ngọc Dũng sẽ nói chúng ta vai trò của hot CRT, tức là vừa có ba buồng mà vừa có HIS nữa. Hot tức là HIS, HIS Optimal Therapy. Dạ, kính thưa Phó giáo sư Hoàng Tiến, kính thưa Tiến sĩ Lê Thành Liêm. Trước khi bắt đầu báo cáo thì em trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý thầy đã tạo điều kiện cho em được tham dự báo cáo, đặc biệt là thầy Liêm là người thầy đã dẫn dắt em vào nghề, chỉ cho em từ cái kỹ thuật lập máy tạm thời cho đến kỹ thuật lập máy tạm nhịp một buồng, rồi hai buồng, rồi ba buồng, rồi sau đó là hướng dẫn cho em những kỹ thuật tiếp theo. Thì hôm nay em xin được phép đại diện cho khoa điều trị rối loạn nhịp là đứa con tinh thần mà thầy đã góp công xây dựng để báo cáo vai trò của mà hot CRT ở bệnh nhân suy tim với ECG giãn rộng mà không có giảm block nhĩ trái. Thì chúng ta biết rằng cái nhu cầu đặt máy tạo nhịp tim hiện tại đã lên đến là 1.000 máy cho mỗi 1 triệu dân cho mỗi 1 năm. Tức là nếu như tính trên dân số Việt Nam chúng ta thì nhu cầu đặt máy nó vào khoảng 100.000 máy cho mỗi 1 năm. Tuy nhiên là nó còn phụ thuộc vào những con số vấn đề như là bảo hiểm y tế chi trả như thế nào, mức chi trả bao nhiêu phần trăm thì nó đưa đến con số là số lượng bệnh nhân được đặt máy là nhiều hay ít. Thì gần đây đã có sự phát triển của các kỹ thuật đặt máy tạo nhịp mới như là máy tạo nhịp tim không dây. Chúng ta đã được nghe thầy và nghe thầy Phó giáo sư Hoàng Tiến báo cáo tạo nhịp bó HIS. Chúng ta cũng đã được nghe Phó giáo sư Hoàng Tiến báo cáo tạo nhịp bó trái. Thì lúc nãy Tiến sĩ Lê Thành Liêm cũng đã trình bày rất là kỹ về các kỹ thuật thực hiện. Đây là cái sơ đồ để chúng ta thấy được cái vị trí của các vị trí tạo nhịp khác nhau. Như tạo nhịp bó HIS thì chúng ta sẽ kết nối định cực tạo nhịp vào vị trí của bó HIS. Hoặc là đối với tạo nhịp bó trái thì chúng ta sẽ xuyên bắt tin thất từ bên phải qua bên trái để đưa được cái kích thích xung đột điện vào trong cái bó trái. Thì với cái lịch sử, với cái dòng phát triển của cái phương thức tạo nhịp thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là trước đây thì chúng ta chỉ có cái tạo nhịp tim hai buồng thất thôi, đối với các cái phương thức để là phương thức điều trị toàn bộ tim kinh điển nhất. Sau đó thì gần đây thì bắt đầu mọi người đã nói đến vấn đề tạo nhịp bó HIS hoặc tạo nhịp bó trái là một cái phương thức tạo nhịp tái đồng bộ thấp mới và hứa hẹn những cái kết quả tốt hơn. Gần đây nhất thì người ta phối hợp tạo nhịp bó HIS với CRT, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái định cực tim phải là gắn vào trong bó HIS kết hợp với định cực thượng tâm mạc thất trái, hoặc là tạo nhịp LOT CRT, tức là chúng ta sẽ kết hợp một cái định cực tạo nhịp bó trái với một cái định cực tạo nhịp thượng tâm mạc bên trái. Thì tại sao lại có những cái phương thức tạo nhịp như vậy? Bởi vì như chúng ta đã biết là tổn thương gây ra các giảm block nhánh điện tim nó không phải chỉ tổn thương trên thân chung mà đôi khi nó còn tổn thương trên các phân nhánh, hoặc đôi khi là tổn thương từ vị trí kết nối phân nhánh vào trong cái cơ tim. Cho tùy vị trí tổn thương khác nhau mà chúng ta cần phải có những phương thức tạo nhịp tim cho phù hợp. Và chính vì vậy là theo cái dòng lịch sử phát triển thì người ta thấy rằng là
đối với phân tổng bộ tim với điện tim chậm lóc bên trái thì chúng ta biết đó là mọi người đều luôn luôn đề cập đến vấn đề là tạo nhịp tim hai buồng thấp. Gần đây thì chúng ta bắt đầu đề cập đến vấn đề tạo nhịp bó hít hoặc tạo nhịp bó trái cho vấn đề cho những bệnh nhân mà có block nhóm trái hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái khoảng trống đối với bệnh nhân mà block nhóm phải hoàn toàn hoặc đối với bệnh nhân mà có điện âm đồ dạng rối loạn dẫn truyền nội thất, đặc biệt là những bệnh nhân mà suy tim mà kèm theo block ba bó hoặc là những bệnh nhân chúng ta thăm dò điện sinh lý chúng ta phát hiện rằng bệnh nhân có tình trạng có cái khoảng HV kéo dài, tức là cho thấy là có sự tổn thương dẫn truyền từ cái hệ thống Hitchbokin vào trong cái tế bào cơ tim. Thì tính những tình huống mà rối loạn dẫn truyền nội thất như vậy thì người ta sẽ đề cập đến vấn đề hot CRT hoặc lost CRT thì mới có hy vọng mang lại cái kết quả. Thì tại bệnh viện Chợ Rẫy của chúng tôi thì trong thời gian hơn 4 năm thì chúng tôi cũng có tiến hành đặt khoảng 3.200 bệnh nhân, trong đó 80% bệnh nhân là đặt máy tạo nhịp tim vì chỉ định là sinus xoang một buồng hai buồng vì sinus xoang hoặc là block nhĩ thất. Thì 20% còn lại chúng tôi đặt vì vấn đề bệnh nhân chỉ định vì máy khử rung, máy tế đồng bộ tim. Trong đó thì chỉ có một ca là hot CRT, vì vậy là hôm nay xin phép trình bày một cái ca duy nhất trong một cái loạt mấy ngàn ca. Yeah. Thì bệnh nhân này là một bệnh nhân nam 41 tuổi nhập viện là vì tình trạng suy tim cấp với cái tình trạng đã chẩn đoán nhiều năm, đã được tối ưu hóa điều trị nội khoa, đã được chụp mạch vành và cái phân số trong máu là 10%. Đợt này bệnh nhân nhập viện vào một bệnh viện lớn tại Sài Gòn thì cũng vì vấn đề suy tim cấp. Sau khi điều trị đến khúc cuối rồi, thân nhân là thấy rằng là bệnh nhân thân nhân được giải thích là phải đặt máy bóng dụ ngược mạch chủ hoặc là thì bệnh nhân thấy rằng là hết hy vọng rồi nên mới xin về Chợ Rẫy. Thì sau khi mà đến bệnh viện Chợ Rẫy thì bệnh nhân được điều trị nội khoa, thì sau khi mà tình trạng nội khoa ổn định thì chúng tôi kiểm tra đưa ra chẩn đoán cuối cùng là bệnh nhân có suy tim cấp với phân số trong máu là 1%, bệnh cơ tim giãn nhanh thất và nhịp nhanh trên thất. Thì đây là một số thông số. Thì đây là cái điện tim của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy trên cái điện tim này bệnh nhân chỉ có một cái block AV độ 1, một cái block phân nhánh, rồi một cái rối loạn dẫn truyền với cái QRS giãn rộng khoảng 140 đến 150 mili giây, nhưng mà không có dạng block nhánh, không có dạng block nhánh điển hình. Holter thì cho thấy bệnh nhân có những cái cơn nhanh thất ngắn. Siêu âm tim thì thấy bệnh nhân cái buồng thất trái giãn lớn với cái chức năng tim Simpson là 16% và đường kính thất trái là 67 mm. Thì bệnh nhân được điều trị nội khoa tối ưu với furosemide, digoxin, các thuốc theo đúng guideline, thậm chí phối hợp luôn cả thuốc SGLT2 theo thuốc mới trong guideline. Thì diễn biến thì trong thời gian đang chờ đợi và bàn luận, đang hội chẩn để quyết định là cái kỹ thuật đặt mà cái loại máy nào là phù hợp nhất cho bệnh nhân thì bệnh nhân đột tử. Bệnh nhân ngưng tim, sau đó được tiến hành hồi sức tim phổi. Thì sau khi mà hồi sức tim phổi thì bệnh nhân sau khi được rút nội khí quản thì bệnh nhân kiên quyết là đồng ý đặt máy. Giờ vấn đề là đặt cho máy gì cho nó phù hợp cho bệnh nhân này. Khi mà bệnh nhân thì chỉ có một cái rối loạn dẫn truyền nội thất, độ rộng QRS chỉ có 134 mili giây, block AV độ 1, suy tim thì giai đoạn 4, phân số trong máu 16%. Thì mong muốn thì chúng tôi mong muốn là sẽ đặt cho một cái máy tái đồng bộ tim kèm phá rung để mà điều trị cho bệnh nhân. Thì chúng tôi cũng dự phòng phương án là trong tình huống mà đặt máy tái đồng bộ tim có khử rung mà không có đáp ứng, tức là QRS không thể thu hẹp lại được, thì chúng tôi sẽ tiến tới đặt hot CRT cho bệnh nhân. Đó là cái phương án dự phòng đã được tính sẵn. Sau khi mà tư vấn hết thì gia đình đồng ý với phương án của bác sĩ đưa ra là nếu mà không được cái này thì sẽ làm qua cái hot CRT. Thì cái thủ thuật, đây là cái video thủ thuật, xin các bạn cho chạy ạ. Thì ta đang chạy đó, cho chạy lại đi. Thì chúng tôi cũng theo phương pháp, theo đúng cái quy trình thông thường là cũng tiếp cận tới mạch nách và chúng tôi đưa một cái điện cực sốc vào lên cái vách liên thất. Sau đó là chúng tôi tiến hành chụp song vành. Chúng tôi phát hiện bệnh nhân có 3 nhánh
thì chúng tôi thử lần lượt thử đi cực xoay quanh vào cả ba nhánh này, nhánh posterior, nhánh lateral và nhánh anterolateral, để tìm ra cái vị trí mà có cái QRS thu hẹp nhất. Và đáng tiếc là khi mà đi vào cả ba nhánh này thì không có chỗ nào mà QRS thu hẹp được cả. Tức là khi mà tạo nhịp ba buồng trên cả ba nhánh này thì QRS đều là từ 180 đến 190 mili-giây khi mà tạo nhịp. Mà chúng ta biết rằng đối với đặt máy tái đồng bộ tim á, thì cái nguyên tắc mà để chứng minh, để mang lại cái hy vọng bệnh nhân sẽ cải thiện được cái tiên lượng, đó là QRS phải thu hẹp lại tối thiểu 20 mili-giây. Mà bây giờ chúng tôi đặt máy ba buồng vào thì đặt vào xong thì còn tệ hơn nữa, QRS còn giãn rộng hơn thì tốt nhất thôi, chẳng thà không làm. Thì sau đó chúng tôi mới tiến hành là chúng tôi đặt thêm một cái điện cực HIS, chúng tôi sử dụng một cái điện cực tạo nhịp thông thường và tạo hình phù hợp, sau đó là lái cái điện cực tạo nhịp thông thường đó đến cái vị trí của vỏ HIS và cố định nó vào vỏ HIS. Đây thì chúng tôi, đây là cái điện tâm đồ ban đầu. Để chúng ta, đây là cái điện cực, cái tín hiệu HIS mà chúng tôi ghi nhận được. Đây, tín hiệu HIS chúng tôi ghi nhận được trên analyzer rất là rõ ràng, tín hiệu HIS nhỏ xíu đây. Yeah. Sau đó thì cũng để giảm bớt cái để tăng cái hiệu quả, thì sau đó chúng tôi kết nối cái cổng kết nối này thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Tại vì đối với lại cái máy bình thường, cái máy CRT bình thường chúng ta chỉ có 3 giây thôi, mà tình huống bệnh như này tới 4 giây lận. Nên chúng tôi sử dụng một cái máy CRTD loại dây sóc, đó là dây DF1. Như vậy dây DF1 nó cho phép tách cái dây tạo nhịp ra một lỗ riêng. Chúng tôi dùng cái lỗ riêng đó để tạo nhịp vỏ HIS. Và cái lỗ tách trái thì vẫn như thông thường. Thì nhưng mà nó lại có vấn đề phát sinh nữa là gì? Là cái nhận cảm của HIS quá thấp, nó chỉ có 0,8 mV thôi. Như vậy nếu như chúng tôi dùng cái lỗ tạo nhịp của dây tách phải để tạo nhịp HIS thì chúng tôi sẽ mất cái nhận cảm. Bởi máy CRTD là nhận cảm bằng lỗ thấp phải. Do đó chúng tôi quyết định đổi ngược lại là chúng tôi cắm dây thấp trái vào lỗ thấp phải, thì sử dụng điện cực thấp trái nhận cảm vẫn đảm bảo được sensing. Thì cái lỗ thấp trái đó lúc đó là tạo nhịp thấp phải, vẫn sensing tốt, vẫn đảm bảo chức năng sốc. Còn lỗ thấp phải thì kết nối với vỏ HIS, do đó là tạo nhịp từ vỏ HIS vẫn an toàn, vẫn đảm bảo hiệu quả. Đây là cái điện thế vỏ HIS chúng tôi ghi nhận được. Đây là cái điện tim trước khi mà đặt máy CRT. Các anh chị thấy là trước khi đặt máy CRT thì QRS nó cũng tương đối là đẹp nhưng không phải là xấu. Nhưng mà được cái đặt CRT xong thì còn xấu hơn, là QRS giãn rất là rộng. Do đó là tiên lượng là chắc chắn là sẽ không có tốt. Đây là sau khi mà chúng tôi tạo nhịp hot CRT thì QRS thu hẹp lại. Đây là điện tim so sánh giữa tạo nhịp tạo nhịp hai buồng và tạo nhịp hot CRT. Và đây là điện tim so sánh giữa tạo nhịp trước khi mà đặt máy và sau khi đặt máy hot CRT. Thì các anh chị thấy là ví dụ như V5 này chúng ta thấy rất là rõ là QRS thu hẹp rất là tốt. Sau thủ thuật thì bệnh nhân được điều trị nội khoa tối ưu và lâm sàng ổn định mà xuất viện. Bệnh nhân hiện tại thì có thể làm việc nhẹ, đi bộ, sinh hoạt bình thường và gần một năm nay thì không phải nhập viện nữa. Thì bàn luận thì điều trị tái đồng bộ tim là cái phương pháp nhắm đến để cải thiện cái mất đồng bộ về mặt điện học. Thông qua cái tình mất đồng bộ điện học này chúng ta sẽ khắc phục được cái mất đồng bộ về mặt cơ học tim. Thì 30% bệnh nhân thì sẽ không đáp ứng với máy tái đồng bộ tim. Thì BRV, máy tái đồng bộ tim loại 2 buồng thất đó, thì về mặt báo cáo cho thấy rằng là nó sẽ không có, nó đáp ứng kém với cái điện tim mà dạng không có block nhánh trái. Và do đó người ta sẽ chống chỉ định nếu mà bệnh nhân có QRS mà dưới dạng không block nhánh trái mà QRS chỉ 150 mili-giây. Và nghiên cứu cho thấy rằng là để mà chứng minh được đáp ứng với máy tái đồng bộ tim thì chúng ta cần phải có QRS hẹp lại sau khi đặt máy. Thì gần đây các phương thức mà tái đồng bộ tim á, thì máy tái đồng bộ tim hai buồng thất có thể cải thiện được khoảng 20 mili-giây so với lại thông thường. Thì máy tạo nhịp tái đồng bộ tim tạo nhịp Bohis thì sẽ giúp cải thiện được khoảng 30 đến 40 mili-giây. Thì nếu như chúng ta dùng hot CRT, tức là kết hợp giữa CRT và HIS, thì chúng ta sẽ cải thiện nhiều hơn nữa, thậm chí có thể lên tới mức là 50-60 mili-giây sau khi mà đặt máy.
Thì kết luận là khi mà tiến hành đập máy, đặc biệt là bệnh nhân suy tim thì cần chú ý đến độ rộng của QRS sau đập máy. Nếu mà QRS hẹp lại sau đập máy của bệnh nhân suy tim thì nó là yếu tố quan trọng để tiên lượng sẽ đáp ứng với lại cái phương thức điều trị này. Và tạo nhịp bó HIS, tạo nhịp bó trái, tạo nhịp hot CAT và lost CAT thì có thể là cái giải pháp để thay thế cho phương thức tạo nhịp hoặc là máy tái đồng hồ tim truyền thống. Và tối ưu cái thông số tạo nhịp là cực kỳ quan trọng để đảm bảo hiệu quả của máy, đặc biệt là bệnh nhân đã đập máy. Dạ, xin hết.